Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Hot mỗi ngày. Hy vọng quý vị có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Sau đây là nội dung chi tiết. Trấn Thành đau đớn nói về sự ra đi của Mai Phương, một cuộc chơi không sòng phẳng với cô gái đáng yêu như bạn. Tối ngày 28 tháng 3, Mai Phương trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư phổi. Sự ra đi của nữ nghệ sĩ tài năng đã khiến cho các đồng nghiệp, khán giả vô cùng tiếc thương. MC Trấn Thành gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Mai Phương và viết những dòng tâm sự. Số phận đôi khi thấy nó xử hẹp bạn quá. Bắt người ta xinh đẹp làm chi mà tình duyên lại lận đận, sự nghiệp cũng không mấy suôn sẻ. Cố gắng vượt qua hết mọi khó khăn, vừa có được tí niềm vui và hy vọng lại đổi lại bệnh nan y. Cho đến khi ra đi, cũng ngay một thời điểm không thuận lợi cho mọi người, đến bên bạn để nói một lời tạm biệt. Nghĩ mà tức, quá sức chịu đựng, tôi đang cố rà lại ký ức để nhớ xem, Phương, bạn tôi hạnh phúc nhất khi nào, mơ hồ lắm. Vì lần nào gặp, mắt cũng sâu thẳm nỗi buồn. Tay chân thì tất bật vì phải chạy nhiều show, làm nhiều chớp. Lâu lâu thấy được cổ cười và lần gặp lại, thế nào nụ cười ấy cũng được thay bằng một vẻ mặt trầm tư, một đôi mắt mà nhìn vào trong đó chưa bao giờ thấy bình an. Thôi cũng một phận người, một cuộc chơi không mấy gì là sòng phẳng với một cô gái mỏng manh và đáng yêu như bạn. Luôn cố gắng mỉm cười là để che đi những dồn nén đã chịu đựng ngày ngày. Luôn tỏ ra lạc quan là để trấn an bản thân trước những ngã nghiêng sắp sửa đổ xô vào đời mình. Chưa bao giờ tôi thấy bạn ngưng chiến đấu để có cuộc sống dành lại hai chữ hạnh phúc. Nhưng cuộc đời nó chơi không đẹp với bạn, bạn không đấu với nó nữa. Nghỉ ngơi Phương nhé. Hết đau rồi, không đau nữa đâu. Về một nơi mà bạn được thanh thản, nhẹ lòng và sẽ luôn mỉm cười mỗi khi quay đầu lại. Thấy được những ánh mắt yêu thương của nhiều người dõi theo, trong đó có tôi. Kiếp sau phải thật hạnh phúc nhé, và phải cao thật cao cơ. Cô gái kiên cường ạ. Mai Phương, tên đầy đủ là Phạm Thị Mai Phương, sinh năm 1985. Năm 2006, Mai Phương tốt nghiệp khoa kịch nói thuộc Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó cô tham gia sân khấu kịch Phú Nhuận với các vở Người vợ ma, Nhiệm vụ bất khả thi. Ngoài là diễn viên sân khấu, cô từng đóng nhiều phim như Những thiên thần áo trắng, Mộng phù du, Sớm cào cào, Trai nhảy và thử sức với lĩnh vực ca hát. Cách đây 6 năm, Mai Phương sinh con đầu lòng với ca sĩ Phùng Ngọc Huy, nhưng sau đó làm mẹ đơn thân. Hiện tại, gia đình Mai Phương đang rất bối rối và chưa có kế hoạch cụ thể để tổ chức tang lễ cho nữ diễn viên bạc mệnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.